Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thánh Gandhi ai giỏi quân sự hơn ai. Kính chào toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế. Đây là chương trình phát thanh truyền hình trực tiếp của phong trào Chấn hưng nước Việt trên mạng xã hội Facebook. Bây giờ là 8 giờ 40 phút ngày 11 tháng 11 năm 2016 theo giờ Việt Nam. Trong buổi sáng nay, tôi muốn đưa nêu một vấn đề hội luận nhỏ về bình luận so sánh một đôi chút giữa hai nhân vật một nhân vật quân sự mà được đánh giá là lỗi lạc của Việt Nam đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam. Người thứ hai là Thánh Gandhi là một lãnh tụ lập quốc của nhà nước của nhân dân của dân tộc Ấn Độ. Từ nhiều năm qua đến nay, người Việt Nam và bạn bè quốc tế rất nhiều người biết đến danh tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thánh Gandhi. Từ nhiều năm qua đến nay, các cơ quan nghiên cứu về lịch sử quân sự thế giới, các nhà quân sự thế giới đánh giá và chấm điểm là đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong 10 vị tướng giỏi lừng danh trong tất cả các hàng tướng lĩnh của mọi quốc gia, mọi dân tộc dân tộc trên thế giới. Từ hàng ngàn năm qua đến nay đại tướng võ nguyên giáp là một trong mười chứ là trong trong top 10 cái tướng lĩnh giỏi vậy uh, tôi muốn đem so sánh với một nhân vật gọi là thánh gandhi của ấn độ tôi rất lạ lùng là cho đến giờ phút này thì tôi chưa thấy là có một cái cơ sở quân sự nào đó của việt nam và của thế giới lại đánh giá thực đánh giá được cái thực tài của thánh gandhi nếu mà để so sánh là để mà những cái gì mà tôi hiểu biết mà tôi đem ra so sánh thì tôi nếu mà đánh giá tài năng đấy thì nếu mà lượng hóa đi thì tôi nghĩ rằng nếu mà theo thang điểm 1000 thì Thánh Gandhi được nếu như đánh giá là được 900 điểm thì tôi nghĩ rằng là đại tướng Võ Nguyên Giáp thì chưa được nổi đến 100 điểm nó chênh nhau rất là xa nếu mà Thánh Gandhi mà được 900 điểm thì đại tướng Võ Nguyên Giáp ở mức độ khung dưới 100 điểm thì nếu như vậy thì phải nếu mà chúng ta thừa nhận là đại tướng võ nguyên giáp của việt nam là một trong 10 vị tướng đường danh thì thánh gan đi là phải là còn lưng danh hơn cả đại tướng võ nguyên giáp nữa chứ nhưng mà trên thực tế thì đến giờ phút này chưa có một cơ quan nghiên cứu về quân sự nào đó mà lại là thừa nhận là thánh gan đi của ấn độ là một trong những cái vị tướng đường danh của cả thế giới chưa có nhân vấn đề này tôi cũng muốn đem ra luận bàn đối với các giới quân sự Việt Nam và giới quân sự của thế giới nên có những cái góc nhìn lại à, Thánh Ngân đi là người mà có rất công lớn đối với đất nước dân tộc nhân dân Ấn Độ là đã giành được độc lập cho Ấn Độ từ tay đế quốc Anh còn ông Võ Nguyên Giáp thì mọi người đều biết tức là có công thay mặt thay chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh đạo quân sự đối với Việt Nam để mà gọi là danh độc lập cho Việt Nam Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 1945 người ta thường hay nói là ông ấy có công đánh Pháp có công đuổi Nhật có công đánh thắng Mỹ vân vân để giành độc lập cho dân tộc Việt Nam thế thì nếu về mặt quân sự thì ông Giáp là đại diện là quân sự thay mặt ông Hồ Chí Minh còn ông là để giúp cho Việt Nam về giành độc lập. Còn bên Ấn Độ thì cái vai trò rất quan trọng lại là thánh đi Thế thì lấy những tiêu chí gì để so sánh? Thì so sánh thứ nhất là so sánh về cái kết quả, kết quả là giành được độc lập cho dân tộc của mình. Dân tộc Việt Nam thì cũng là một dân tộc cũng không bé nhưng mà cũng không phải lớn. Dân tộc Ấn Độ thì dân số đông hơn lãnh thổ lớn hơn thì nếu về xét về một mặt nào đó thì dân tộc Ấn Độ lớn hơn dân tộc Việt Nam vậy thì cái công để mà dành độc lập dân tộc cho dân tộc của mình thì thánh gan đi và chủ tịch hồ chí minh cũng như là ông võ nguyên giáp thì cũng có một cái gì đó có thể là bằng nhau hoặc thậm chí là có thể là cái vai trò của thánh gan đi còn cao hơn cả so với ông hồ chí minh và so với đại tướng võ nguyên giáp <laughs> cuối cùng kết quả là hai nước việt nam và ấn độ đều giống được như nhau là giành được độc lập mà cho dân tộc của mình nhưng mà cái phương tiện để mà đạt được mục đích thì nó có sự khác nhau ở bên Ấn Độ thì Thánh nhân đi dùng cái giải pháp là hòa bình là diễn biến hòa bình là dùng giải pháp thương thuyết hòa bình mà để mà đánh đuổi cái đế quốc ra khỏi lãnh thổ của mình để giành độc lập cho dân tộc của mình còn Việt Nam thì chúng ta chọn cái giải pháp quân sự giải pháp dùng vũ lực để mà chiến đấu. Để mà giành cái chiến thắng Để mà giành được được, được độc lập Thế thì Cái so sánh Là có đúng hay không Hay là một sự kho so sánh khổng khiễng Thì tôi chỉ Nếu mà nói về Thánh Ngân đi Có lẽ là tôi phải dành ra một tháng Tôi mới nói được hết những điều Mà tôi hiểu về Thánh Ngân đi Trong đoạn băng đi hình ảnh này Thì có lẽ là tôi chỉ chia sẻ được một chút thôi có thể có những những thông tin mà tôi nói ra thì có người Việt Nam đã biết Nhưng mà tôi tin rằng thì có rất nhiều người Việt Nam không biết Tôi chỉ xin điểm tin một số vấn đề Để chúng ta lấy làm cái dữ liệu để mà so sánh Tôi rất thú vị cái câu nói của Thái Ngân đi nói là như thế này Thái Ngân đi định nghĩa thế nào là bàn tay mạnh Thánh Ngân đi định nghĩa thế nào là bàn tay mạnh Thái Ngân đi ví dụ là nếu một người mà có một cái bàn tay Mà một cái võ sĩ rất là mạnh mẽ mà giỏi mà dùng được cái nắm đấm, đấm của mình mà có thể đấm bung đấm bục cái bức tường dày 20 phân dày 20 cm mà bằng bê tông bằng bê tông cốt thép mà có thể đấm bung cái được bức tường đó thì gọi là bàn tay mạnh quý vị các bạn thử tưởng tượng xem liệu có ai mà có thể là võ sĩ công lực mạnh đến mức độ nào nó có thể đấm bục được bức tường dày 20 phân bằng bê tông cốt thép không tôi nghĩ là trên thế giới chưa có kể cả những võ sư nổi tiếng võ sư nổi tiếng thế giới như lý tiểu long có sống lại đi nữa thì cũng không làm được việc đó ở việt nam thì kể cả anh võ sư nguyễn Cửu khai hay anh võ sư lương ngọc huỳnh rồi kể cả những võ, võ, sư thượng thẳng đến mấy không thể nào dùng tay mà tay không ấy. mà đấm bung cái bức tường 20 phân mà bằng bê tông có thép không không có kể cả những võ sĩ đạo của nhật bản hay là vua quyền anh thế giới vân vân không có ai đủ sức để mà dùng tay không đấm bung cái bức tường 20 được thế thì uh, à, thưa quý vị và các bạn nói đến vấn đề bàn tay không mà đấm bung bức tường 20 phân bằng bê tông có thép ấy là điều phi lý và gần như điều không thể nhưng mà thánh ngân đi nói rằng bàn tay mạnh là phải bàn tay ít nhất là phải làm được điều đó tức là một dùng một cái bàn tay đấm được bung cái bức tường 20 đó ra thì mới mới gọi là tạm gọi là bàn tay mạnh ở mức độ thấp thôi nhé chưa phải là cao như thánh gary lại lại đây là câu ví von có thể là thực có thể là thực và có có thể là chỉ là cái ví dụ thôi thì thánh gani nói tiếp cái 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 vế nữa là thánh gani nói rằng là một bàn tay là phải nếu mạnh hơn nữa thì mà làm được một việc là cái bàn tay đó phải đứng xa cái bức tường 20 phân đó bằng bê tông cốt thép đứng xa hẳn 20 m mà chỉ cần phải nhẹ tay một cái là cái lan gió, cái sức mạnh công lực của cái, của cái tay của mình ấy Nó đã làm đổ sập cái bức tường 20 bằng bê tông, lúc bức tường dày 20 phân Mà bằng bê tông có thép trước mặt mình nó đổ sập xuống Thì đấy là mạnh hơn nữa, đấy là mạnh hơn nữa Và đấy cũng chưa phải mạnh nhất Mạnh hơn nữa là cái bàn tay đó nó chỉ mới ý nghĩ, nó mới nói thầm thôi Nó, cái bàn tay đó, nó ý nghĩ, nó nói thầm, nói thầm trong họa kép ấy là nó nói bức tường kia nó bảo là bức tường kia bức tường bê tông dày 20 phân bằng bê tông cốt thép kia ơi mày hãy liễu hồn đấy mày hãy liệu hồn đấy để mà tao mà khó chịu lên, tao đến tập phẩy nhẹ tay một phát là mày là thành gọi là chó bụi gây, mày liệu hồn đấy chỉ mới đánh tiếng mới nghĩ thầm trong vậy trong vậy thôi mà bức cứ bức tường 20 dày 20 phân bằng bê tông cốt thép đó mà nó đang ở xa mà nó nó, nó quy xuống bức tường bê tông nó quy xuống nó xin tha nó xin tha bạn nó bảo là tôi sợ lắm rồi tôi không thể lại với công lực của của cái quý bàn tay nó quá sức mạnh thế này tôi khiếp lắm rồi tôi xin đầu hàng tôi xin quỳ gối thôi tôi không muốn mạo phạm ngài tôi không muốn mạo phạm cái bàn tay cái sức mạnh kinh khủng khiếp đó thì đấy là một cái câu ví dụ và cái câu mà nói chuyện rất là đùa vừa đùa vừa thật vừa vui của cái vị Thánh Gandhi đó, vị Thánh Gandhi có những ngôn ngữ mà có cái cách mà nói nó, nó lạ lùng lắm, thì đấy là cái cách nói của Thánh Gandhi. Thế thì Thánh Gandhi đã làm những gì cho dân tộc Ấn Độ? nhiều người thì chỉ biết là thánh Gandhi đi là một cái người đấu tranh bất bạo động ông ấy là một ông ấy là một người Ấn Độ và ông ấy từng là một sư ông đã từng sang đất nước Anh là hồi đó nước Anh là một đất nước mà đế quốc xâm chiếm rất nhiều quốc gia trên thế giới xâm chiếm Ấn Độ và nước Anh đã từng cảm thấy là hãnh diện bởi vì nói rằng mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh bởi vì là lãnh thổ chính và cái vấn đề thuộc địa của đất nước Anh thì có khắp thế giới cho nên là theo múi giờ thì 24 giờ trên 24 giờ thì đều có mặt trời mọc trên nước Anh nước Anh <laughs> mạnh mẽ là như vậy thế mà Thanh Gần đi không ngại đối đầu không ngại đối đầu và đối đầu bằng cách bằng trí tuệ tôi cũng xin nhắc lại dẫn chứng một cái câu nói khác <laughs> mở rất thú vị của nhà bác học albert einstein là người nghiên cứu ra nguyên tử <laughs> khi ông albert einstein mà ông ấy nghiên cứu ra nguyên tử thành công rồi ông ấy vang danh rồi ông ấy ông ấy được nổi tiếng rồi thì ông ấy nói với cô con, con gái ruột của ông ấy là như thế này con gái yêu ạ à, cha là người nghiên cứu ra một loại năng lượng mạnh nhất thế giới đó là cái năng lượng năng lực năng lực năng lượng sức mạnh của cái nguyên tử nhưng mà cha nói với con một điều rằng là có những thứ mạnh hơn cả nguyên tử Thế là con gái hỏi lại mà thưa cha có gì mà mạnh siêu phàm thế Thế Einstein có nói rằng là Con ạ à, Trí tuệ và tình yêu thương của con người Có thể mạnh Chắc chắn là còn mạnh hơn rất nhiều lần so với nguyên tử nữa Cho nên là Tôi nghĩ là cái vấn đề Mà dùng cái sức mạnh về trí tuệ Và tình yêu thương còn hơn cả là cái vấn đề là Mỹ dùng cái sức mạnh nguyên tử mà ném xuống Nhật Bản hai quả bom nguyên tử ở hai thành phố Nagasaki và Hiroshima vào năm 1945 ở Trung Quốc có một cái nhân vật gọi là tôn tử mà người Việt Nam mình lâu nay là rất hay biết mà có câu cửa miệng là 36 kế hay là còn là binh pháp của tôn tử đấy tôn tử thì có rất nhiều binh pháp nhưng mà, mà có 36 cái binh pháp chính mà đất nước Trung Quốc bao nhiêu năm qua là rất hay sử dụng và Việt Nam thì cũng có sự va chạm với Trung Quốc cho nên là rất hiểu cái văn hóa của Trung Hoa thì một cái vị tôn tử là một cái nhà mà học giả rất lớn về quân sự của Trung Quốc thì nghiên cứu về binh pháp rất giỏi và được mệnh danh là một trong những người mà bậc nhất của Trung Quốc về vấn đề về binh pháp quân sự thì ông tôn tử thì ông ấy có nói một cái cái binh pháp rất là quan trọng là như thế này một trong binh pháp cực kỳ quan trọng trong 36 kế của ông Tôn Tử một nhà sách lược chiến lược quân sự của Trung Quốc ông Tôn Tử ông nói rằng là công thành hơn công tâm công thành đây công thành hơn công tâm thế thì công thành là gì tức là ông ấy nói rằng là dùng cái sức mạnh quân sự dùng cái sức mạnh về chiến tranh sức mạnh bạo lực để mà chiến thắng thì không thể bằng cái cái sức mạnh bằng trí tuệ dùng cái trí tuệ tức là công cái tâm con người đấy. Chúng ta công là thay vì đánh thành, chúng ta đánh cái thành, chúng ta đánh người, chúng ta giết người thì chúng ta đánh vào cái tâm trí của họ, đánh vào tình cảm của họ mà để quy phục họ và để làm thay đổi họ. Thì cái 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 mà đánh vào mà cái sự vô hình, đánh vào con tim, đánh vào khối óc mà giành chiến thắng để người ta quy phục mình thì cái chiến thắng đó mới là cái chiến thắng mà cao thủ nhất, cao siêu nhất và nó đứng đầu trong tất cả các hàng binh pháp. Đấy, binh ông Tôn Tử ông nói rằng là binh pháp cao nhất là không công thành mà là công tâm tức là đánh vào cái tâm trí con người làm cho con người ta thay đổi thì đó là cái binh pháp cao nhất đó là một nhà sách lược chiến lược tài ba nhất trong lĩnh vực quân sự và một tướng lĩnh quân sự nào đó mà làm được cái việc đó thì mới là cao nhất chứ không phải là là đánh được, được giết được nhiều người gọi là thành công đâu người Việt Nam và người Trung Quốc bao lâu nay thì quen thuộc với câu một cái câu nói cửa miệng sau đây của rất nhiều người này cái câu nói rằng là một tướng thành danh vạn bộ xương khô hay là một tướng thành danh vạn cốt khô tức là để một tướng mà thành danh thành uy danh ấy, thành nổi tiếng ấy, thì phải một vạn người chết một vạn người chết có thể là bên địch chết bên ta chết hoặc là cả bên ta cả bên địch chết là một vạn người phải chết thì một tạo ra một vạn bộ xương khô thì mới tạo ra một tướng thành danh Thế thì tôi thì nghĩ là đối với ông giáp thì một vạn bộ xương khô nó 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 không nó không đúng nếu mà cộng cái những người chết của người Pháp rồi những người Việt Nam chết trong cuộc chiến tranh với người Pháp, rồi cuộc chiến tranh với người Mỹ, người Mỹ chết, rồi người Việt Nam ở miền Nam chết, người miền Bắc cũng chết, kể cả người dân chết hay là người đang trong quân ngũ, trong quân đội chết thì đều là đều là con người chết cả, đều là con người biến thành xương khô cả. Thì tôi nghĩ rằng trong cuộc chiến tranh mà có sự tham chiến của ông Giáp đó thì đã có hàng triệu người chết. Hàng triệu người chết. Thế thì vậy là đã có hàng triệu bộ xương khô rồi Để cho một mình ông Giáp Một mình ông Võ Nguyên Giáp lừng danh Được thành danh Và trở thành một trong Được đánh giá là một trong 10 vị tướng lừng danh nhất thế giới Thì đã phải trả giá bằng một cái quá kinh khủng Đó chính là tạo ra hàng triệu bộ xương khô Hàng triệu nhân mạng phải chết Để trả giá cho một sự nỗi lạc lừng danh Của ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp như vậy thì cho thấy là đấy là tôi dẫn chứng bằng thực tế lịch sử và tôi nghĩ là không ai có thể bác bỏ được tức là ông giáp đã chiến thắng bằng sự công thành chứ không phải là chiến thắng theo, theo cái trường phái là dùng công tâm ấy đại tướng võ nguyên giáp chủ yếu là dùng công thành tức là dùng chiến tranh dùng quân sự để giải quyết được vấn đề để giành được chiến thắng Dù sao cũng gọi là chiến thắng nhưng mà chiến thắng đó mới là chiến thắng là ở mức độ thấp tức là mình chiến thắng nhưng mà chính cũng là mình chiến bại bởi vì sao là chúng ta đã tạo ra bao nhiêu cái chết cho những người dân lương thiện vô tội ở Việt Nam ở hai miền Nam Bắc Việt Nam và chúng ta đã gây thù chuốc oán với cả người Pháp với cả người Mỹ chúng ta để lại một hậu quả đất lặng này cho đất nước cho dân tộc của chúng ta và cho rất nhiều quốc gia dân tộc khác tôi rất thích cái lời của ông Andrew Carnegie là ông là người Mỹ ông Andrew Carnegie ở Mỹ thì có rất nhiều vị cùng tên đó thì ông Andrew Carnegie thì là cái ông mà viết ra cái cuốn sách đắc nhân tâm cuốn sách đắc nhân tâm ấy mà rất nhiều học giả Việt Nam đã dịch mà một trong những dịch giả mà đã dịch rất là hay đó là ông Nguyễn Hiên Lê bác Nguyễn Hiên Lê bác nguyễn hiện đây thì bây giờ bác cũng mất rồi nhưng mà bây giờ những cái cuốn sách của bác bây giờ vẫn còn rất phổ biến tại việt nam hiện nay thì trong cuốn sách về đắc nhân tâm ông nguyễn hiện ông do bác nguyễn hiện hiện dịch mà ông andrew kessler người bị ông viết thì ông viết câu đoạn rất là hay này ông viết một dòng nói như thế này bảo là một để mà muốn tránh một cái cuộc tranh biện thì tốt nhất là hãy tránh hẳn nó đi à, mình mình có chiến thắng bạn bè thì bạn bè nó mang trong lòng là nó hâm hực nó thù mình trong lòng nó không muốn chơi với mình nữa đấy là mình chiến thắng bằng cái sự đối thoại như vậy chiến thắng cũng là lại là thua chứ không phải là là thực sự là chiến thắng cho nên là nếu mà mình chiến bại thì mình để thua toàn diện nữa cho nên là trong mọi trường hợp mình chiến thắng hay mình chiến bại thì bản chất mình cũng đã đều là chiến bại cả cái vấn đề mà chiến thắng mà vang dội nhất là phải không ai thua ai cũng đều là chiến thắng tất cả mọi bên tham gia đều chiến thắng đều vui vẻ đều mưu cầu được lợi ích cho mình mới là chiến thắng một cuộc chiến tranh mà chiến thắng là phải là một cuộc chiến tranh không có tổn thất một cuộc chiến cuộc chiến tranh không có tổn thất về nhân mạng về binh lực về tiền bạc của cho tất cả các bên và các bên đều tìm được lợi ích ở trong đó thì mới là một chiến thắng tuyệt hảo nhất thế thì cái vấn đề là ông gandhi ông đã làm đây là một cuộc chiến thắng là đế quốc anh đã rút khuôn khỏi ấn độ đã trả độc lập tự do cho ấn độ ấn độ chiến thắng toàn diện được người dân ấn độ được độc lập được tự do được hạnh phúc và nước anh thì không bị tổn thất trong cái cuộc chiến đối với ấn độ quân đội Anh và người dân cũng và đối với người dân Anh không bị tổn thất về nhân mạng về kinh tế thì nước Anh cũng là một là một cái chiến thắng và sau khi mà nước Anh đã rút quân khỏi Ấn Độ trả lại độc lập tự do cho Ấn Độ rồi thì Ấn Độ người ta vẫn là băng giao với nước Anh rất là tốt về toàn diện về những giao thương về thương mại về kinh tế về chính trị về an ninh về quân sự về khoa học kỹ thuật và Anh Anh quốc và Ấn Độ là trong bao nhiêu chục năm qua đến nay là có những sự hợp tác tốt để mà mưu cầu lợi ích cho cả hai quốc gia hai dân tộc đấy thì đó là một cái chiến thắng mà tôi nghĩ là rất là tuyệt vời và trên cả tuyệt vời có một yếu tố rất ít người biết là lý do bản chất thật sự cái thâm sâu là tại sao mà đế quốc anh lại trao trả cho ấn độ như vậy có phải vài vận bằng vài ba cái chóc lưỡi đầu môi của cái ông gandhi mà đế quốc anh dễ đầu hàng như vậy hay sao tôi nghĩ là không đơn giản như vậy trước kia tôi cũng nghĩ đơn giản bởi vì là tôi không có cái nguồn thông tin tôi rất ít thông tin ở Việt Nam gần như không có những thông, không thông tin mà tôi đã từng cập nhật được uh, rất nhiều nguồn thông qua kênh ngoại giao rồi thông qua rất nhiều kênh mẹ bạn tôi rất là may mắn là tôi có quan hệ với một số những người mà Ấn Độ trong cái quá trình mà họ làm ăn với đối tác Việt Nam mà tôi có tham dự với họ và tôi cũng tìm hiểu được và có cái nhân duyên mà tôi có tiếp cận được những cái nguồn mà uh, gọi là sự thật của Ấn Độ thì tôi trích dẫn một cái một cái một số ý là như thế này trước ông gandhi là ông ấy lại là tự nguyện đến xin cái nhà cầm quyền của đế quốc anh mà đang cai trị ấn độ thì bảo là tôi xin được vào tù thì ông bảo ông ấy kiếm cớ ông ấy xin vào tù ông ấy kiếm cớ ông ấy vào tù mà vào tù là ông ấy có chủ định chứ ông ấy không phải là ông ấy bị, bị thụ động để ông vào tù thế cuối cùng là vào tù rồi thì ông ấy bảo là thả ông ra còn khó hơn và ông mặc cả với đế quốc anh một loạt vấn đề và ông ấy là một người thuyết pháp cực kỳ siêu đẳng tức là ông ấy là một người mà chinh phục đối phương ông ấy thuyết thuyết đến mức độ mà đối phương phải nghe ông ấy thì ông thuyết bằng kiểu gì trước khi vào tù là ông ấy tính toán rồi ông ấy vận động ông ấy đưa ra cái giải pháp cho hàng người, triệu dân ở ấn độ biết cái chiêu quả của ông ấy và có hàng ngàn hàng vạn người đã biết rất rõ những cái bí mật những cái kế hoạch của ông ấy kể cả kế hoạch công khai lẫn kế hoạch bí mật thì ông ấy đã viết ra một cái tập tài liệu mà để gửi cho chính phủ Anh cho nhà toàn quyền Anh mà đang cai trị Ấn Độ cho đấy quốc Anh ấy ông ấy viết ra mà đến ông ấy đưa ra ông ấy phán đoán là ông bảo ông đưa ra hơn 100 cái phương án mà đấy quốc Anh sẽ tấn công Ấn Độ bằng quân sự bằng các giải pháp như thế nào ông ấy phân ông phán đoán ra hết tất cả mọi tình huống xong rồi ông đưa ra luôn ông ấy đánh bài ông ấy đánh gọi là đánh cờ công khai và ông gọi là nếu chơi bài thì ông lại chơi bắn ván bài lật ngửa luôn Đấy nhiên thì đối với ông ông không đưa hết một không đưa hết nào ra tất cả các quân quân bài đều đồng là ngựa nhưng mà rất nhiều quân bài ngựa. Ông đã ngửa bài cho đế của anh biết rằng ông nói thẳng là tôi đã tiên đoán được hết tất cả mọi phương án mà đế quốc anh có thể tấn công đất nước của chúng tôi và tôi đã từng sống bên đất nước anh rất nhiều năm tôi biết rõ ngọn ngành từ uh, cái lâu đài, từ cái lỗ chó chui trong cái ngõ hẻm của cái đất nước anh tôi cũng biết hết. Ông có nói là như thế đấy thế thì uh, tất cả mọi cái việc của người anh là tôi biết hết rồi Thì bây giờ thì tôi thách các bạn cho dù các bạn có mạnh gấp một nghìn lần một vạn lần các bạn cũng không thể chiến thắng được uh, ấn độ đâu thế thì uh, thánh gần đi mới nói về cái tiềm lực của ấn độ và nói về những cái, cái chiêu bài mà để đánh những nghệ thuật để đánh bại đế quốc anh uh, thế thì xong và nói rằng nếu các ông mà cảm thấy mà có thể có những cái mà ngoài cái sự tiên đoán dự báo của tôi của chúng tôi mà ông tin được các đế quốc anh mà tin được có thể thánh đánh đánh được ấn độ thì cứ đánh đi thế thì quân đội của nước anh và quân đội của và tất cả hoàng gia anh là nghiên cứu nát óc này hàng bao nhiêu triệu cái đầu óc ưu tú của nước anh là không có ai tìm ra được một phương án nào mà mới ngoài cái sự dự đoán của thánh gần đi và không tìm ra được là một cái phương pháp nào có thể đánh bại được Ấn Độ được có nghĩa là ông khăn đi ông ngựa bà hết rồi và nhìn, nhìn vào đó thì không thể có một cái đầu óc nào mà có thể có thể tìm ra một, một phương án khác thế thì sau khi suy nghĩ nắt lắp ra rồi thì hiểu rằng là một trăm 1 một nghìn phần trăm một tỷ tỷ cái phần trăm là nếu mà cố tình đánh Ấn Độ là một trăm là thua thế thì thôi thôi biết là thua rồi thì đánh làm gì nữa làng nào cũng thua mà lại thua nó nhục nhã thua lại bị chiến bại hao binh tổn tướng hao về kinh tế thì đánh làm gì mà trong khi đó ấn độ người ta lại ngỏ lời rằng nếu mà rút đi rồi người ta sẽ quan hệ hữu hiệp hữu hảo và người ta quan hệ tốt người ta tạo điều kiện cho anh quốc quan hệ với ấn độ về phát triển cùng hợp tác phát triển về kinh tế về vấn đề nhiều mặt nữa thì có lợi ích rồi tức là người ta để cho đế quốc anh có một cái lối thoát có một lối thoát trong danh dự nối thoát có danh dự nối thoát không có sự tổn thất thế là như vậy là đấy quốc anh là buộc phải lòng phải rút thế thì nhiều người rất nhiều người việt nam và thậm chí rất nhiều người nhà tướng lĩnh quân đội việt nam cũng 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 không tìm hiểu được vấn đề này tôi không nói đến tên vì nói ra mọi người biết đâu lại tự ái trong thời gian qua tôi đã nói chuyện với khá nhiều những người mà quân đội việt nam kể cả cấp úy cấp tá và thậm chí là cấp tướng các quý vị và các bạn biết là tôi sinh ra trong một gia đình binh nghiệp là bác rồi là bố rồi là rất nhiều người trong họ hàng là là sĩ quan quân đội Việt Nam thế thì chính vì thế là tôi đã giao lưu rất nhiều trong mấy chục năm qua và tôi nói ra nhiều người cứ ớ người ra cũng chẳng hiểu gì cái một cái, cái bản chất sâu xa là tại sao đấy quốc anh giúp quân khỏi Ấn Độ dễ dàng như vậy mọi người chỉ biết cái bề nổi chứ không biết cái cái hậu trường của nó chỉ đi coi hát biết diễn viên ca múa vậy thôi chứ còn thì đứng sau lưng hậu trường là sân khấu là không có biết trên diễn viên sân khấu thì có khi là vai diễn chính vai diễn gọi là phản diện à, vai diễn phản diện là cái kẻ độc ác Thì ngoài đời có khi là diễn viên lại rất là sống tốt mà có khi diễn viên trên sân khấu đóng một cái vai uh, thực nó rất là thiện thì bên ngoài cái diễn viên đó thì đạo đức lại không phải là tốt như vậy nó rất là ngược thế là cái vấn đề là người mọi người biết được cái bề nổi mà không biết cái bề chìm không biết cái bản thân chất, chất, chất thật sự của nó tôi thì tôi thích là biết cả bề nổi Và tôi biết cả bề chìm cơ thì đây là một cái chia sẻ nhỏ đối với quý vị thì tôi dẫn chứng lại là như vậy là cái cái phương pháp của cái ông Gandhi là ông ấy dùng cái phương pháp theo nếu thọ đó theo binh pháp của binh cái ngôn ngữ của binh, binh pháp tuần tử ấy là ông Gandhi ông ấy dùng cái giải pháp tức là công tâm chứ ông không công thành ông công tâm chứ không công thành và cuối cùng là ông ấy thắng lợi giòn giã còn ông đại tướng võ nguyên giáp thì ông lại theo cái trường phái là ông ấy đi công công thành chứ ông không có công tâm thế thì như vậy thì quý vị các bạn thấy là như vậy thì bàn tay nào mạnh hơn bàn tay của ông võ nguyên giáp mạnh hơn hay là bàn tay của